Trong lúc mình không quay thì có một lỗi đã xảy ra làm cho tất cả dân làng đều biến mất. Còn quản lý chợ đã bồi thường cho mình bằng cách là cho mình một quả trứng dân làng, thực tế là 2 quả. Và chúng ta sẽ sử dụng cái đó ở tập sau. Mình có một cái kế hoạch cho cái quả đó. Ngoài ra thì đi vòng vòng để kiếm những cái thằng pillager thì mình có tìm được một đám bò hoa. Mình không biết là chúng nó có tác dụng gì không, ngoại trừ là cái việc là có thể là chỉ đơn giản là skin mod thôi. Nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ nuôi một đống những con bò này ở căn cứ tiếp theo của mình. Mới coi lại livestream thấy Hà kiếm được nhà mà. đúng rồi, nó tìm được rồi. Bữa nói đâu. Nó đỉnh vậy. Để nguyên lỗ đây luôn, anh nghĩ là em thể dời nhà hoặc là em chui thẳng trong vô trong cái tháp đó em sống. Em có thể lại đây em coi nè. Nghĩa là cái mặt ngoài nhìn nó vậy thôi. Bên trong là lỗ. Có bên trong luôn. Nó không có phẳng đâu. Nó không có đặt đâu kìa, toàn là lỗ không à, thấy không? Em phải đặt block nhiều lên thì em mới. Đó, lỗ không à. Lỗ chỗ này. Đó. Thế là cái đường này chỉ có mình em đi được rồi, tại vì khó chịu quá. Hoặc là bọn nó phải đào ra hết. Bây giờ thì mình hết cách rồi nên là mình đành phải đổi với cái thằng dân làng Eva này để lấy được một cái bản đồ đến Woodland Mansion, có nghĩa là cái lâu đài trong rừng á. Tuy vậy thì cái bản đồ này chỉ đến một nơi rất rất là xa. Ở đây mày xây từ trên cao xuống thành nguyên cái kingdom. Xa vậy. Đây rồi, Buron ơi, đây rồi. Không biết chúng ta phải làm gì với cái này rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ biến cái khu này thành. Ô, có con mèo đây nè. Đẹp vậy. Oh no. Không may mắn là vì một cái lý do nào đó mà cả cái khu này chả có một cái tô tập nào cả, và cũng chẳng có một con đội trưởng nào cả. Thế nên chúng ta phải quay lại. Cái này là cái gì đây? Thằng nào mang ra treo đầy nhà đây? Treo để chứng minh mình đã chiến thắng hả? Ừ, anh nghi là nó đang flexing á. Ngáo flexing rồi. Vai chè nổ banh xanh đó rồi. Chết cha rồi. Chết. Mang lên lại dân làng lực điền vậy rồi. Đội em nè, nếu mà chị kiếm bộ giáp thì dân làng này nó đang giữ nè. Không nghĩa là mới chết thêm lần nữa còn sống đâu nữa. Chắc là rớt đâu đó hoặc là nó trôi xuống dưới đây. Bật F, bật nè dưới nè, dưới đây bật F3B lên em. À, xui dân làng này nhìn lực vậy đấy. Đó kìa, đồ rớt tà le kìa. Đủ bộ luôn nè. Ủa? Hello. Ủa, sao tiện có dép sao đôi Nike, sao giờ là đôi Nike xanh rồi? Đôi đen. Đôi gì nó chuyển thành đôi Nike xanh rồi. Nike xanh. Gì? Ủa, chỗ này chỗ nào mà sao đông vậy? Nó mặc cái đồ gì? Ôi. Tiên sư Jack nó không mặc quần. Nó không có, nó vẽ skin, nó vẽ mỗi cái áo, nó không có quần. Lần duy nhất anh em đã thấy Buron da trắng. Nó chưa kết nối mít. Ôi bạn ơi, bạn mau. Cho hỏi cái bây giờ là kỷ nguyên nào vậy? Tôi bị đóng băng đúng không? Hỏi tao. Bạn cho hỏi cái bây giờ kỷ nguyên nào vậy? Như tôi mới vừa bị đóng băng đúng không? Tôi là chim bích cục. Nào đây. Tôi hỏi bạn mới đúng à. Nào đi. Mày nhìn giống hoàng tử vậy? Đúng rồi, tôi là sư tử chứ gì nữa đó đó. Ê, chứ con người biết tôi là sư tử hoàng tổng kìa. Mày nó một quân. Đúng rồi. Hôm nay có hai thằng đều đã đi chơi với gái. Chúng ta sẽ không có hai thằng đó ở đây. Thằng nào? Thằng nào? Một con cáo và một con gấu. Biết về luật thì coi lại tập trước. Muốn biết về luật thì coi lại tập trước. Muốn biết luật thì coi lại tập trước. Còn bây giờ thì nhiệm vụ qua nó đây là để chọn một người mà để chứng kiến từ bắt đầu của một người mới. Nhớ đây. Không, anh đâu có chửi em. Ủa chứ quay trả vậy? Tặng quà cho anh rồi. Không, chứ không lẽ em là mèo? Em nói em là mèo đi. Rồi. Ủa vậy Shiba là chó hay là gì? Khác nhau lắm. Nhưng mà em thích kêu là chó, em thích kêu là Shiba. Không phải, đừng kêu nổi đi. Ê, trời ơi. Trời ơi, đây
thành viên mới vậy vậy? Trời ơi là trời bây giờ lít qua tay cái chỗ này. Wow, lít lại đây, what the heck. Dạ, nhầm bò rồi, nhầm bò rồi, nhầm bò rồi. Con bò của em kiếm chỗ khác đi, chỗ này. Hả? Yeah, thôi bỏ đi. Anh em à, anh em thấy con ngựa tôi chạy nãy giờ không? Ui, rất là nhanh đúng không? Con ngựa này nhảy được 3 block á. Anh em coi con ngựa của con mập này. Đây là con ngựa của thằng mập. Nó nhảy được 1 block. Ủa, sao tự nhiên qua được đây luôn hay vậy? Ủa này đâu phải nhà anh đâu, nó là nhà mập em. Ủa sao bằng cách nào mà đi được xa dữ vậy? Cái chợ tú con kia luôn mà. Hả? Tiện xuống ngựa chị. À anh chạy đi, đó tiện sợ gì. Sao chuyện nghiêm túc mà nào gì cũng đáng tiếng sợ vậy đấy. Bây giờ bọn em ao ơ kìa. Đúng rồi. Bây giờ anh đi em bọn em. Ờ kìa. Không là bọn em phải chuẩn bị bắt mà. Chết con ngựa rồi. Bây giờ thôi. Thôi giờ anh phải đi em bọn em. Bây giờ em sẽ bảo toàn tính mạng cho anh với anh đi theo. Ồ ghê vậy. Một nhóm đuôi. Khoan 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 mọi người ơi, để em nói cái này. Bây giờ một là anh hợp tác với tụi em. Còn hai là anh biết cái lava cát của anh rồi á. Tụi em đã bao bọc gì đó xung quanh đó. Thì nếu mà anh không đi thì anh cũng biết rồi đó. Tất cả cái tính mạng của anh cũng sẽ không bỏ tay được đâu. Kể cả cái nhà với là cái máy farm của anh. Đúng là công trình khiến cho một số đối tượng thù ghét anh. Đúng vậy. Em nghĩ em phá được cái lava cát của anh. Được chứ, tại sao không? Cái nhà anh cũng đủ rồi. Đi đâu? Mời anh đi theo em. Đi 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 đâu đi đâu đi đâu. Tôi tắt mic rồi. Không bỏ xong cái đợt đó xong giờ đang chửi nó quá trời. Anh xí số nha. À đi đi sai vậy không có cách nào đi nhanh hơn. Cái đường này dài lắm. Đi em không em đi. Từ từ tết. Là... Ủa, rồi. Nhìn đi xuống dưới cái hầm vậy. Đâu? Ra mọi người. Ok chưa? Ui. Ủa sao còn hiếp rồi vậy? Rồi đi không em. Sao rớt mất? Ờ ok. Rồi đi 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 đi. Lửa, ôi phóng hoa bắn tùm lum kìa. Quay hết xung quanh nha, coi chừng kẻ địch mai phục nha. Anh cứu ơi, cứu anh kia bọn em. Anh cứu ơi, con này vui á, anh cứu ơi. Không biết là nó tính làm cái gì á. Để coi mấy thằng này tính làm gì. Lên. Đây nè mọi người. Chết rồi, gặp hai bà nội không biết thôi rồi, chết rồi. Lên thuyền của em đi anh. Rồi. Hai người kia không biết bơi sao. Cái kế hoạch này nó hơi nhanh lên. Hai người đi tới tọa độ kia đi. Thấy không ổn lắm. Đi chỗ này. Cả hả nha. Đi đó. Ổn nha. Ok. Ổn. À, đi tới tọa độ kia. Khổ quá. Cần tiếp giúp nhớ kêu hắn rồi nhanh lên nha anh Hữu. À. Không thấy nhanh. Nửa thanh máu thôi. Sắp tới rồi, mấy đứa ơi, kế bên ơi. Mọi người lặn xuống. Anh nhà này có lặn không? What the? qua đây. Sao dưới đông dưới vậy ta? Xuống đi.
Ủa dưới này á. Ồ có đồ thợ dưới nước nè. Gì? Làm gì? Xin chào. What? Bắt để làm gì cơ? Bắt đi kìa. Đầu tiên, đối tượng anh bỏ hết đồ xuống đây. Hay da. Đi áo cả kiếm cả tất cả. Chờ tí, để anh ghi tên, để anh ghi tên bạn donate cái đã. Chờ tí. Đâu rồi cái ông nào vừa donate? Đâu rồi? Chờ tí. Từ từ để bỏ đồ vô xuống cơ đã, bỏ cái quyển sách vô xuống cơ, giết chứ nó lẹ. Đâu, anh bỏ đồ, lẹ lên đây, anh chỉ còn 10 anh giây. Anh phải giấu đồ, anh bỏ đồ vô xuống cơ chứ. Anh bỏ đồ vô xuống cơ. Anh bỏ sách tin vô đó xong rồi anh đẩy cái gương anh đỡ mọi người. Mọi người ơi, sao mọi người càng nghĩ vậy? 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 Đóng cửa ơi. No. Tôi nghiệp con bò. Lập kế hoạch. Theo như anh nhớ thì là đồng đội của con bò bây giờ nó đang đi chơi với gái hết rồi. No. Em hỏi em chuẩn bị quá trời, anh uống nó dày tùm lum lá cho con. Không ngờ là người đáng sợ nhất lại không ở đây. À, anh chỉ có không có ở đây. Rồi, nay có đồ ở đây rồi. Chúng ta đang nghĩ quá nhiều rồi. Ờ chúng ta có nhỉ, chúng ta có những cái gì vậy? Anh đã tôi nghe nó thì anh ơi trên ác mà sao giờ thấy một người con ác hơn nữa. Đâu, mình có thì có cái ác thôi. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Dưới này ở bên này. Đúng rồi. Đây là quá khứ của kẻ phản diện á. Đầu tiên thì mình đứng đây trước đi, không anh Jenny chơi bảo hoàn chết cả lũ ở đây. Không sao. Không, không chết đâu. Rồi Jenny, em vui không? Vui cái gì em đang tính làm cái gì? Cảm nhận như thế nào? Anh đoán xem. Đây. Dùng sô la ba đây. Sao nó mặt dưới rồi? Sô la ba xuống đó. Đứng đứng rộng 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 ở đây có gì à? Đặt la ba là đặt nước kẹp nha. Tao đứng chung là khỏi đặt đó. Được. Cái con bát này mình nghĩ là đoạn nãy chúng nó mù hết rồi sao mà không thấy cái khiên bay lơ lửng nhìn trời ta. dữ ôi sợ run cả tay dữ. Bây giờ sao đi đi thôi anh, cứ đi thôi, đi càng xa càng tốt. Nó me không có mấy thằng anh em mình ở đây nó quấn. Oh my god.
Tắt mic rồi, ok. Mình tắt mic rồi. Nói lỡ nghe sao? Mấy cậu ấy chơi hội đồng tôi. Tôi sẽ nhớ cái đấy. Mấy cậu ấy chơi hội đồng tôi. Hội đồng tập thể luôn, xong rồi cười rất là tự tin. Mấy nhóc 12 chấm... À, có lộn 1.12.2 này. Ê, từ từ. Như tôi đi nhầm đường rồi sao? Này mới đúng. Có vẻ nhà anh là bị phong tỏa rồi. Anh sẽ không về được. Nãy giờ em nuốt phải thôi, em chuột nhà mình phải. What the fuck, nó con chuột nhà tôi. Anh em bây giờ anh em tưởng tượng ở bên stream của Hachi, với lại nói chung là stream của mấy đứa khác và stream của Yiha. Fan giống như là kiểu Roger, fan giống như là vua hải tặc á. Tao để hết ở ngoài biển, ở ảnh ở ngoài biển ấy. Ra mà tìm. Oh. Oh shit. Làm gì mà này anh? Em chạy xa rồi, em chỉ sợ con chuột của em bị gì thôi. Anh mới ở chỗ, em có được lồng tạo độ cho con cánh cục chưa? Ok. Chúng ta sẽ phải grab một thứ. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp tất cả mọi người. Chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa. Mọi người đã làm rất tốt. Mọi người đã làm rất tốt. Mình sẽ kết thúc ở phía trên kia trước. Và sau đó là phần phía dưới này. Mình mong là sẽ kích hoạt hết. Let's go. Bây giờ đến phần dưới này. Tạm biệt những anh dân làng. Chúng ta đã có được 3 tập vui vẻ. Thực tế là 3 tuần vui vẻ với nhau. Chúng ta phải tạm biệt nốt anh hai anh anh này là anh Bông Ru. Đây anh Bông Ru là anh này. Không chỉ vào cái tên ảnh được. Rồi có một bạn Adam và Eva. Thằng Adam đây. Nhỏ Eva đâu rồi? Nhưng mà đây, bọn em đã sống được rất là tốt. Phục vụ rất tốt cho đất nước. Tạm biệt những người anh em. Let's go. Xin lỗi cậu. Lỗi cậu rất nhiều. Và giờ đây khi mà không còn cái làng này để mình bảo vệ nữa, thì cái lava cát trên kia sẽ được thỏa sức tràn vào bất cứ nơi nào mà nó muốn. Chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ từ bây giờ với lại cái lava cát đó. Hãy đón chờ tập tiếp theo nha.